Các bạn ơi, mình còn ở trong tủ lạnh một ít rau rau salad. Bây giờ mình đi cắt rau dấp vô mình trộn salad ăn nha các bạn. Đây nè, rau dấp mình trồng ở trong chậu. Ăn ít trồng ít các bạn, mà cái này cũng không có trồng gì nữa. Trồng lâu lắm rồi mà cái đất này nó mình cứ đem tới đem đuôi hoài. Rồi nó sẽ lên cho mình ăn như vậy đó. Giờ mình cắt nha các bạn. Cắt nó cho nó nhảy lên. Sáng mình mới tưới nè. Sau khi cắt rau dấp rồi á, mình đi cắt rau à. Đây, ở đây nó cũng còn mấy cái rài rẻo rau dấp nè các bạn thấy không? Mình mới tưới vào sáng đó. Bây giờ mình đi cắt, đi xuống phía sau mình cắt cái rau quế. Lát mình trộn, mình làm rau trộn mình ăn. Quế này mình ăn không có hết nè các bạn. Mấy ngày nay nắng quá rồi đó. Bây giờ mình cắt vô, nắng quá rồi nó tông teo vậy nè. Thì mình cắt vô mình trộn với rau dấp ha, với xà lách. Mình cắt lại cành cành như vậy rồi mình cho nó nhảy ra tiếp nha các bạn. Đó, lát mình lặt. Cắt đại đây nè. Rau quế nó ăn rất tốt cho sức khỏe. Nó tạo collagen nữa. Ăn nó đẹp da nữa đó các bạn. Quế là một cái cây dược liệu mà. Mình hái cho mình ăn từ từ hoặc mình nấu canh khoai rồi mình bỏ nó vô cũng ngon nữa đó các bạn. Đó. Rồi mình vô nhà mình lấy salad mình lặt chung. Một lát mình sẽ làm được một món rau trộn nha các bạn. Ăn vậy đó, nhà mình thì có một mình ăn vậy thôi. Hai người mà ăn khẩu vị khác nhau. Đây là mấy cái cọng ngò mình đi siêu thị nè. Rồi mình thấy nó có rễ cái mình nghiêm nó lên nè các bạn. Để dành mình nấu canh cà chua, canh khoai, canh rau rồi mình bỏ vô. Mình đem lại cái bàn mình đổ ra đây mình lặt. Thì mình đem vô nhà. Cái bàn này ở ngoài sân các bạn ơi. Mình già rồi nhưng mà mình còn nhai được, răng cũng yếu rồi, mình tìm cách mình ăn. Mai mốt mình ăn không được thì mình xay mình uống. Rau cỏ là thuốc đó các bạn. Nếu mình không có sử dụng phân diêm nhiều thì ăn rất tốt cho sức khỏe. Không có sử dụng thuốc trừ sâu, có nghĩa là nó lên bao nhiêu mình ăn bao nhiêu. Ăn ít mà mình không cần tốt đẹp, không cần nhiều nữa. Mấy cái loại rau này ăn mà nó mát da lắm, xê nhiều nha các bạn. Mấy người mà bệnh trĩ người ta ăn rau dấp 100% vitamin C luôn. Ăn nó không có nám da nữa. Mình lặt được bao nhiêu đây, rau quế với rau dấp nha các bạn. Xà lách mình lấy trong tủ lạnh ra mình lặt luôn. Rồi một lát mà đem vô mình rửa. Ăn rau đa dạng nha các bạn. Đây là một cái bắp xà lách mà cháu mình nó cho mình để trong tủ lạnh hoài. Hôm nay lấy ra. Nắng quá nó xanh vậy nè. Còn trời mưa thì nó trắng nó ngon. Ăn luôn. Miễn sạch thôi, nhưng cái rau này đặc biệt là không có thuốc nha các bạn. Em mình ở trồng rau nó bán, nó nói xà lách là ăn sạch nhất.
nếu mà có thuốc vô hay là có tưới diêm vô là nó bị rợp xuống liền đó, nó hư liền à. Mà hư tới đâu thì bỏ tới đó chứ không có trừ sâu được, hư là nhỏ bỏ đó. Rồi mình được một rổ rau vậy nè, một rắc mình rửa sạch ha, mình sắc nhuyễn rồi mình đệm thêm là rau cà rốt nè các bạn, làm khúc cà rốt nữa, bào nhuyễn sắc bỏ vô. Ở trong tủ còn một trái xoài, nó vừa chín tới nhưng mà nó giòn nha các bạn. Mình băm nhuyễn bỏ vô luôn. Các bạn ơi, bây giờ nếu các bạn muốn thêm gia vị thì các bạn chiên hai cái trứng nha. Đây là dầu mè nè, mình bắt cái chảo lên. Rồi, bắt chảo lên rồi. Bây giờ mình đập hai trứng vô đây nè, hành với ngò mình sắc sẵn rồi đó nha các bạn. Thì đây là cái khẩu phần ăn của mình. Mình không ăn thịt thì mình ăn trứng. Trứng này nhỏ thôi các bạn. Một cái trứng thì mình làm không có đủ. Mà hai cái thì cũng hơi nhiều, mình lấy hai cái trứng nhỏ nè, trứng gà nhỏ nè. Thì mình cho vô đây một miếng bột nêm, một miếng tiêu ha. Không biết có không? Nhiều đây có nó có mạnh hơn nữa, mình làm ít thôi. Cố gắng đem rau nhiều vô nha các bạn, nhưng mà mình phải ăn cho kỹ lưỡng, mình rửa cho kỹ. Cái rau đó ở nhà mình trồng đó mà mình còn phải rửa nhiều nước đó. Bỏ hết vô. Tiêu với hành ngò với cả bột nêm một ít. Bây giờ cái bên đây nó đã nóng chảo rồi đó, mình bỏ dầu vô nha các bạn. Mình ăn kỹ, mình ăn dầu mè, còn dầu chiên thì mình ăn cooking oil đậu nành đó. Một muỗng dầu mè thôi, không nhiều. Dầu mè là ăn nó giảm mỡ, giảm béo đó các bạn. Canxi nhiều lắm, vitamin E nữa, omega 3, 6, 9. Một lát ở trong cái nước trộn gỏi mình không có thêm dầu nha các bạn. Mình thêm dầu cho vitamin nó không có ra ngoài. Nhưng mà ở trong trứng nè, một lát mình còn trộn một món nữa là món sườn chay. Mình ăn nước mắm chay nha các bạn. Mình ăn nước mắm chay, mình không ăn nước mắm mặn. Bây giờ mình quậy nó lên luôn. Quậy nó lên thành từng mảng mảng luôn, mình khỏi sắc nha các bạn. Khỏi sắc đi. Quậy để ăn cho nó lãng mạn. Trứng và rau thì vitamin rất là nhiều luôn. Trứng là 15 vitamin và khoáng chất. Ăn nó bổ mắt, bổ não, có nhiều vitamin A. Nhiều vitamin D. Trứng gà nha, trứng vịt không có vitamin D nha các bạn. Trứng vịt nó béo, còn trứng gà thì có vitamin D, cho nên mấy người mà hoa hậu rồi mấy người tập thể hình đều người ta ăn trứng gà. Mình là bị tim mạch huyết áp tiểu đường mình cũng ăn trứng gà nha. Mình thì không có bệnh, ông xã mình bệnh. Rồi các bạn ơi, những cái thành phần mà mình trộn salad thì ở nhà có gì mình làm nấy nha các bạn. Đây là tỏi với ớt nè. Ớt này là ớt không cay, nhưng mà mình để nguyên miếng đặng lát mình ăn luôn. Đây là đường nè các bạn. Nước mắm chay nha. Nhưng mà mình ăn trứng. Đây là sườn mà mình làm sẵn, mình để vô cái hũ như thế này nè. Sườn đa năng của mình đó. Nó hơi mặn, hơi ngọt. Tại vì mình rim nó với cam các bạn. Nó hơi mặn mặn, ngọt ngọt. Đây là cái cà rốt. Đây là một cái trái xoài. Thì trái xoài này nó hơi chua chua ngọt ngọt. Nhưng mà mình không có bỏ giấm đường, không bỏ chanh gì hết. Mình lấy cái xoài mình ăn. Tại vì già rồi mình ăn chua không có nổi nha các bạn. Ở đây là xà lách với lại lá quế với rau dấp. Hồi nãy mình cắt ở ngoài vườn nè. Xà lách thì mình cũng đã rửa xong rồi. Mình sắc nhuyễn như thế này nè. Trứng nè, ăn thêm trứng nè. Trứng này là rất ngon. Giờ chúng ta bắt đầu trộn nha. Chúng ta cho đường vô tỏi với ớt, một muỗng đường dung nha các bạn. Thì đường này một lát mình không có ăn hết đường đâu, cái nước mà nó ra đó, ít nhiều gì nó cũng phải ra nước, nhưng mà cái nước nó ra mình để trở lại, mình không ăn cái nước đó. Tại ở trong này và trứng thì nó cũng có gia vị rồi.
hai món này nó có gia vị rồi đó, vừa ăn rồi. Bây giờ mình làm ít nước mắm thôi nha các bạn. Nước mắm này là nước mắm Liên Thành, nước mắm chay nè, cũng mắc chứ không có rẻ. Nhà mình thì ăn như vậy đó, một muỗng nước mắm là được rồi đó. Mình trộn lên với đường, lát mình trộn. Ở đây mình không cho dầu ăn, bởi vì hai thứ này dầu rất là nhiều các bạn. Hồi nãy còn dầu mình trộn vô đây hết luôn nè, mình khỏi ăn dầu ăn nữa. Chứ nếu mà mình làm dầu ăn nữa thì mình đưa dầu vào người nhiều quá. Cử bớt các bạn. Trộn hết luôn. Cái này cũng không có bao nhiêu, mình nắm lại thì nó ít lắm các bạn ơi. Cà rốt, xoài, xoài xanh, cà rốt nè. Xoài này nó hơi chua rồi, mình không có ăn chua quá cho nên mình chấp nhận nó. Mình không có bỏ chanh hoặc là bỏ giấm thì. Còn ở trong trứng thì nó cũng đã có dầu rồi. Mình gia giảm, mình nêm nếm như thế nào mà cho nó vừa ăn là được. Hơn nữa khẩu vị của người già nó khác nha các bạn, ăn nó lạt lẽo hơn là người mà người ta không có bệnh, người trẻ. Ra mình cứ gia giảm tùy theo cái bệnh của mình và cái khẩu vị của mình. Rồi bỏ này vô cho nó ngon nè, có mè nha các bạn. Mình để lại miếng, lát mình để lên mặt. Đây là cái nước mắm nè, nước mắm với đường. Bỏ vô đây luôn. Mình làm nước mắm đường nhiều quá một lát nó dội với cái sườn này, bởi vì cái sườn này là mình đã làm nó vừa ăn rồi đó. Nó có độ mặn của nó rồi đó. Này mình cứ trộn lên như thế này. Còn trứng thì mình để sau ở trên mặt nha các bạn. Đừng có trộn vô không ngon. Nó bị rã ra nó không ngon. Cách ăn rau của bà già mà. Cháu mình nó cho có gì ăn nấy à, khỏi đỡ tốn tiền các bạn, mà ăn là nó khỏe nữa. Nó sắp rêu rồi các bạn, nó sắp thấm rồi đó. Rau của mình nó cũng đã thấm rồi nè nha các bạn, nó xuống rồi đó. Giờ mình múc ra cái dĩa này. Một ngày ăn nửa ký rau đó các bạn. Già rồi mà một ngày ăn nửa ký rau. Nếu các bạn cảm thấy mình nhai không nổi hoặc là mình ngán nhai thì mình quay mình uống. Để cái miếng ớt này lên. Rồi bây giờ mình để thêm cái sườn chay lên nha. Mình có đậu phộng các bạn, nhưng mà thôi mình để lên cũng được, ăn với đậu phộng. Tại vì ở đây có trứng và sườn rồi, mình muốn bớt đậu phộng lại đó. Trứng mình để xung quanh. Đậu phộng ăn với rau cũng tốt lắm. Ăn một mình nó thì nó béo nha các bạn. Có chừng béo phì, ăn nhiều quá béo phì, nhưng mà ăn với rau thì nó tốt hơn. Đó. Trứng cũng có rau nữa đó. Thay vì mình làm trứng không cho nó đẹp, nhưng mà cái này mình cũng thích rau lắm, cho nên cái gì cũng rau xanh lét à. Đó. Đây là cái hũ đậu phộng muôn thở của mình nè. Lúc nào ở nhà cũng có mè với đậu phộng nha các bạn. Nhà mình ăn là như vậy đó, không có ăn thịt cá nhiều, nhưng mà lúc nào cũng có mè và đậu phộng rang như thế này nè. Để lên đây vài hột đi ha. Rồi mình chụp hình nha các bạn. Xin mời.
Cái này mà có bánh phồng tôm á, mình ăn nó ngon. Còn ở đây thì mình ăn với bún cơm hoặc là ăn không. Mình ăn không vô đây cũng cảm thấy no rồi đó. Xin chào các bạn nha.